Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng mình với đến với cái trang mua bán game Steam. Như mình nói thì cái game GTA 5 mình vừa làm lại đó các bạn. Nó hiện tại là Steam không biết dạo này nó như thế nào, giảm giá rất là nhiều. Hôm qua thì nó giảm 50% nhưng mà GTA hôm nay hết rồi các bạn. Cho nên bạn nào nhanh tay thì mua được, còn chậm thì chúng ta phải chờ tới được sau. Bây giờ nó lên lại giá là 459.000 rồi này các bạn. Nhưng mà GTA mình có rồi. Trong trong cái thư viện của mình thì đã có cái game này rồi. Có rất nhiều chế độ chơi hay nằm ở đây. Mình sẽ làm nhiều về game này, nhưng mà hôm nay mình muốn mua thêm một cái game khác các bạn. Nó đang sale off cái này từ 50 tới 75% này, rất là nhiều game. Và trong số này thì mình có thích một cái trò chơi. Thích một cái trò chơi. Đây. Cái trò mà Ra Redemption. Cái này nó là đua xe đó các bạn, nhưng mà đập nhau khí thế luôn, trong Rush ở cái game mà chúng ta chơi trước đây rất là lâu rồi. Mình sẽ mua cái game này và chơi kèm với GTA 5 nha các bạn. Tại vì trong máy vẫn còn trống rất là nhiều. Hiện tại nó đang off 50% rồi các bạn. Còn lại có 94.000. Ở đây các bạn thấy thì nó off tới ngày 21 tháng 5. Hôm nay là ngày 16 rồi các bạn. Khoảng 5 ngày nữa thôi. Đó, các bạn thấy là đua xe rất là phê ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua cái game này và chơi cho các bạn coi. Ở đây thì mình chọn hình thức thanh toán là online banking. Các bạn nhấn vào tôi đồng ý. Nó sẽ chuyển chúng ta tới cái trang thanh toán các bạn. Các bạn xài smart banking của cái ngân hàng nào thì các bạn chọn ngân hàng đó. Ở đây mình có một cái ngân hàng. Mình sẽ chuyển qua xác thực bên BIDV Smart Banking các bạn. Đây, chúng ta nhập tên vô. Số điện thoại. Được rồi các bạn, nó sẽ cho chúng ta thanh toán rất là nhanh. 103.800. Như vậy là chúng ta đã mua thành công một cái game nữa rồi đó các bạn. Thì trong cái ổ cứng của mình nó cũng không còn nhiều, cho nên là mình mua thêm một vài cái game mà nhỏ nhỏ như thế này thôi để chúng ta chơi. Đây là thư viện các bạn, đây Rock Redemption. Các bạn đã mua thành công rồi. Trên cái trang này mua game rất là dễ và rất là uy tín các bạn. Chúng ta có thể là cài đặt ở trong những cái máy khác để chơi. Cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cần tải Steam về đăng nhập vô. Như vậy là chúng ta đã có thể là chơi game
Bây giờ chỉ việc là cài đặt và chơi thử thôi các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về game này cũng như GTA 5. Hôm nay mình sẽ làm thêm GTA 5 các bạn, tại vì cũng bận cho nên là chưa có thời gian để làm. Chúng ta cùng xem lại sơ về cái yêu cầu của cái game này. Tại vì cái máy của mình thì cũng tương đối mạnh. Bạn nào mà không thấy nó máy mình hơi yếu thì các bạn có thể xem lại. Ở đây nó yêu cầu cấu hình tối thiểu rất là thấp các bạn. Cấu hình đề nghị nè, mình đọc cấu hình đề nghị nha, tối thiểu thì không nói nữa. Đề nghị của nó là Win 7, Win 8, Win 10 đều chơi được. RAM 8GB. Ở đây thì nó yêu cầu đồ họa không cao các bạn, chỉ có 2GB đồ họa thôi mà không yêu cầu kèm hình rời. Nó xài Direct 9. Và bộ nhớ các bạn chỉ có 2GB rưỡi thôi là đủ rồi, trống 2GB rưỡi. Nhưng mà cài cái này chắc không tới 2GB rưỡi đâu các bạn. Như vậy là một cái game rất là đơn giản, dễ chơi và bộ nhớ của nó không có nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn xem video của mình, thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.